Hello, em lại chào các bác nhá. Đến hẹn lại lên, mà hôm nay là không hẹn là cũng lên. Đấy, hôm nay đã là 25 Tết rồi, nhưng mà chưa thấy đào quất đâu cả. Đấy. Buổi chiều ngày hôm nay thì đây bên em lại có một con ghế là chuẩn bị để cho bàn giao cho khách đây. Thì hôm nay là không phải con ghế hàng VIP mà con này hàng bình dân thôi. Bình dân vừa tiền giới thiệu cho các bác chơi Tết. Đấy, năm nay kinh tế khó khăn thì là chuyển sang cái hàng nó vừa tiền hơn. Đây, thì con ghế này của khách ở thị xã Phú Thọ các bác ạ. Đây thì bây giờ em sẽ quay và giới thiệu cho các bác nhá. Một con ghế hàng bình dân, hàng vừa tiền. Đấy các bác, chỉ với 20 triệu thôi. Báo giá luôn, bộ này chỉ với 20 triệu thôi. Đây các bác sở hữu một bộ bàn ghế với đủ tiêu chí là cái thứ nhất là bền, đẹp và giá cả hợp lý. Đấy, chỉ với 20 triệu đồng thôi. 20 triệu đồng các bác sở hữu ngay một con ghế chất lượng thì cực kỳ là ok luôn. Đấy, bộ này 6 món nhé. Bộ này 6 món đấy. Đấy thì đây là hai con ghế nhỏ nó đây. Đây. Đây là mẫu ghế Minh Quốc Đào, mẫu này rất là phổ thông thôi. Đấy, như chất liệu gỗ lim và hàng này rất là đẹp và giá rất là bình dân, hợp lý chỉ với 20 triệu. Thì các bác cùng em đi vào đường nét chi tiết của nó xem bộ này có ok không nhá. Đây. Cột là làm là cột 12 này. Đấy, kích thước của nó thì là ghế là 82 và sâu là em không nhớ rõ sâu là 62. Đấy. 80 60. Chẳng chừng là 80 60. Đấy. Cột cột 12 và hàng đã hoàn thiện là bêu bóng mờ rồi. Rồi. Bóng rất là lì các bạn. Rồi. Rất là đẹp đấy. Giá cả hợp lý mà chất lượng thì tuyệt vời luôn, gỗ lim thì các bác khỏi phải nói thôi. Đấy, gỗ lim rất là bền và chắc cực kỳ là nặng luôn. Bên này bàn có kích thước là 1m3. Đây là chiếc đoạn dài đây. Chiếc đoạn dài đây. Đấy thì với một cái tầm tiền này thì các bác không thể đòi hỏi được là nó hơn nữa, bởi vì trong tầm giá này em giới thiệu cho các bác là con ghế này thì là quá là hợp lý trong tầm tiền 20 triệu để ngồi phòng khách rồi. Đối với cái Minh Quốc Đào mà như này chúng ta có thể kê ở những cái không gian nhà cấp 4 hoặc là những không gian nhà nhỏ gọn, đấy, nó rất là vừa tiền, đấy, cũng như là nó rất là đẹp. Gỗ lim thì nó cũng màu thì nó hơi nâu vàng một chút, thế nhưng mà nếu mà phòng khách chúng ta sáng thì kê vào nó cũng rất là sáng, nhà cũng không tối lắm đâu, không tối lắm đâu. Mà đặc biệt là nó lại có vân gỗ, đấy các bác xem vân gỗ nó đây, ván mặt của nó cũng là ván mặt liền nhé, và vân gỗ nó lại rất là đẹp luôn, rất là đẹp, vân gỗ rất đẹp. Đấy, bàn đôn thì nói chung là tiền thì vừa tiền thôi, thế nhưng mà hàng thì nó vẫn sắc nét các bạn. Đây các bác xem mộng mạng vẫn căng đét đây. Đây hàng em có 20 triệu thôi, thế nhưng mà làm là nó cũng đã rất sắc nét rồi, mộng mạng có nghĩa là rất là khít đây. Đây, rất là nét thẳng tắp luôn mà rất là mịn. Đấy, đánh dây giáp sơn là sơn bóng mờ nhá, không sơn bóng kính. Đấy, vách là cũng đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Đây là cảnh sen. Đấy. Chương ghế thì đục đào, nói chung là như thế này là tầm giá 20 triệu nên là bền đẹp, không còn gì để nói. Đấy. Nó không phải là hàng VIP mà là hàng bình dân, thế nhưng mà hàng bình dân đẹp vừa tiền, rất là hợp lý luôn. Đấy, các bác chơi Tết này nếu năm nay kinh tế khó khăn mà thu nhập nó phần eo hẹp thì các bác chơi bộ này là hợp lý. Đấy là những bộ ghế mà bằng chất liệu gỗ gõ gụ hoặc hương kia thì nó phải là lên tới 35 40 triệu cơ. 35 40 triệu cơ. Tuy nhiên bộ này chỉ có 20 triệu và đã rất đẹp rồi. Nhưng mà phong cách kiểu dáng là nó cũng tương đồng rồi. Nó chỉ khác nhau một vài chi tiết nhỏ thôi. Vài chi tiết nhỏ thôi. Thì như trong tầm tiền này là quá ok rồi các bác nhá. Quá ok chơi Tết luôn. Bộ này thì nhà em đã có khách rồi. Và anh khách ở tại Hà Thạch thị xã Phú Thọ. Đấy anh bao gồm một một bộ ghế này và một chiếc kệ tivi phía bên trong kia nữa. Thì chiếc kệ này em đang lắp dở nên là em không đem ra quay được, em lướt qua cho các bác xem. Đấy. Thì khách là có một bộ ghế với một cái kệ này. Đấy, tuy nhiên là kệ em đang lắp dở nên em chưa đem ra. Ok nhé, mọi người có nhu cầu liên hệ thông tin trên màn hình số điện thoại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, hôm nay 25 Tết rồi, chúc các bác là ăn Tết vui vẻ nhá.